hàng trăm người dân hai xã Quỳnh Long, Sơn Hải được huy động tới vùng biển xã Quỳnh Long vào ngày 13 tháng 11 năm 2014 để kéo chiếc tàu cá bị chìm trên biển vào bờ do đâm vào đá ngầm trước đó. Như chúng tôi đã đưa tin vào lúc 4 giờ 30 sáng ngày 11 tháng 11, tàu cá NA93223 TS do thuyền trưởng Thái Bá Lam ở xã Sơn Hải điều khiển cùng 10 ngư dân trên đường ra khơi khai thác hải sản thì không may va vào đá ngầm khiến chiếc tàu bị chìm xuống biển. 11 ngư dân trên tàu đã được một số tàu cá đang đánh bắt gần đó cứu giúp. Đến 11 giờ ngày 13 tháng 11, chiếc tàu cá bị chìm đã được người dân kéo vào gần sát bờ biển. Chiếc tàu khi được đưa vào bờ đã bị vỡ nát phần mũi, vỡ ốp, nhiều vết thủng dưới đáy. Ngoài ra một số bộ phận kim loại, máy móc trên tàu do ngâm dưới nước biển nên đang dần bị hoen dỉ. Các hệ thống đồng lạnh, máy móc có thể hoạt động lại bình thường nếu như được sửa chữa và bảo dưỡng. Thuyền trưởng Thái Ba Lam cho biết nguyên nhân dẫn tới vụ chìm tàu là do lúc ra khơi đánh bắt gặp thời tiết sương mù, khó quan sát hướng đi trên biển nên đã đâm vào đá ngầm. Lúc tàu gặp sự cố chỉ cách đất liền 1,5 km.